Vẫn như mọi khi, chúng ta lại quay trở lại với custom PUBG cỏ nhất Việt Nam nha anh em nhé. Mời anh em đến với giải custom PUBG bựa nhất Việt Nam, cỏ nhất Việt Nam, caster ngu nhất, mù nhất Việt Nam. Mời anh em vào. Cứ top 1 có 500k, các top khác đéo có gì, kim nhiều nhất đéo có gì. Caster thì soi sở stream và cổ vũ giết nhau, soi vị trí địch. Tình phò lớp ơi, ôi giời ơi. Đấu đi các em ơi, lên đi suy. Đấy, rồi ôi tử thần cũng sẽ đã soi đến không có cơ hội nào cho cái gì đây cả. Đừng bắn bằng thực lực, hãy soi sở stream. Lúc nãy tôi thử xem là tôi nói cái giọng mới anh em có hiểu không? Tôi thử nói cái giọng theo kiểu là ngôn ngữ kiểu mới xem anh em có hiểu không? Hóa ra anh em đều hiểu cả. Tôi cứ tưởng là nói kiểu đấy thì anh em đéo hiểu, hóa ra anh em vẫn hiểu mà đấy. Anh em xem, tôi vừa mới tạo phòng cái anh em đã vào đầy mẹ 100 vị trí mẹ rồi. Thế chứng tỏ là anh em phải hiểu chứ gì nữa. Để tôi phiên dịch cho anh em cái đoạn lúc đầu tôi nói nhá. Đó là tôi bảo là cũng là như thế thôi. Chào mừng anh em đến với trực tiếp game. Bây giờ tôi chuẩn bị tạo custom DCT solo champion cỏ. Mời anh em vào, tôi tạo phòng đây đấy thì anh em hiểu mẹ luôn. Best. Vào đây đủ 100 người luôn. Đấy, mẹ chứng tỏ anh em giỏi thật. Hiểu đủ thể loại tiếng. Chuyện mình thuê account trên hội thuê PUBG mới được bắn trong coi như là custom này. Còn nếu không thuê trong này sẽ đéo được bắn đấy. Bắn quá đáng luôn á. Bây giờ tôi chơi trò mất dạy khốn nạn. Anh em làm đéo gì tôi ? Mời anh em đấy đùa thế thôi nhé. Anh em thuê account PUBG, anh em truy cập vào hội thuê PUBG.com. Anh em thuê nhé. Thế thôi, tên nói đùa thôi. Anh em ở đâu cũng được. Rồi, 3 phút dành cho quảng cáo khổ lắm. Rồi, ván đầu tiên anh em thích custom với luật như nào đây? Shotgun chơi chưa? Shotgun gì? À rồi, ok. Trước giờ chưa chơi shotgun à? Rồi, rồi. Nhiều anh em bảo là chơi shotgun, tôi sẽ setting shotgun. Các bạn đang tham dự giải ngày hôm nay chuẩn bị tinh thần nhá, sẽ chơi shotgun. Bạn đéo nào mà sóc lọ không giỏi thì các bạn out. Bạn nào mà sóc lọ giỏi thì các bạn ở lại. Đợi tí tôi đang tạo đây. Đây, cycle speed còn cho tăng lên 1,5 lần. Nigga. Oh. Bo sẽ rất nhanh, bo sẽ rất nhanh. Yêu cầu tất cả anh em phải không có cái chuyện gọi là ẩn nấp mà phải giao chiến. Còn nói nhiều, số shotgun sẽ được tăng thêm coi như là 3 lần so với bình thường cho anh em thoải mái chọn. Đấy. À không, S12K thì chỉ để 1,5 lần thôi. À. S12K chỉ để 1,5 lần thôi. Anh em nào mà son anh em vớ được một S12K. Mong tất cả các anh em hãy ngay lập tức bật stream của tôi lên để soi stream. Bởi vì nếu anh em không soi stream mà tham gia giải của tôi, cũng giống như là anh em đi đái mà không kéo phép mô tuya ra vậy. What the fuck? Ok, như vậy là chỉ có đái dâm thôi. Đó. Rồi tôi nhắc lại cho anh em đang chơi. Rồi tôi vừa thấy sự có mặt của Sutlin, của Thúy ở vị trí số 10. Vâng. Cái gì đây? Loèn châu chấm cái gì đây? Vâng, loèn châu chấm muối. Một cái nick rất hay. Tôi bắt đầu soi anh em loèn châu chấm muối rồi. Kinh không? Mẹ rank vàng nhá. Rank vàng nhé mẹ, rank vàng. Tay to đấy, tay to đấy, tay to đấy. Đừng bắn bằng thực lực, hãy soi sở stream. Cháu chào chú. Cháu chào chú. Với thằng gà lô. Chú chào cháu nhá. Chào chú. Với thằng gà lô. Nào chú chào tất cả các cháu. Mẹ
Các cháu ơi, đã có ai chưa có kẹo không để chú tặng kẹo nào? Cháu mới mua game, cháu có biết chơi. À, cháu mới mua game à? Ờ. Rồi, cháu mới mua game, cháu cố gắng cháu chơi nhá. Chú đừng xa cháu. Cháu nào đấy, cháu nào? Cháu tên là gì để chú còn biết, chú không soi nào? Cháu là tay to hơn chân. À, cháu là cái gì, tay to hơn chân à? Vâng. À được rồi, thằng tay to hơn chân. Tôi sẽ soi thằng tay to hơn chân. Thằng nào vừa chửi đời mờ Dũng đấy? Thằng nào các em? Alo. Thằng nào? Anh em chỉ cho tôi thằng nào, tôi kích ra khỏi trận này. Bỏ bắt giới thật. Lá bút liu. Bố mẹ cho tiền ăn tiền học chỉ bảy sao? Ở ngoài soi anh ơi. Thằng nào chửi Dũng CT đấy? Được đấy. Anh em nào vừa mới anh em nào vừa mới lên tiếng mà nghe có vẻ coi như là chát chúa vậy. Ôi rồi, rồi ok. Hai thằng kia soi được đấy anh à? Ừ thì cho soi thoải mái, gươm dài của tôi. Anh em lại còn thắc mắc là sợ nó soi rồi. Soi thoải mái đi, rồi tôi khuyến khích soi nhá. Tay tôn chân đã có mạng đầu tiên rồi. Vãi cả cứt. Đúng là coi như là tay to có khác. Vừa mới vào anh đã có một kill con mẹ rồi. Vâng. Một thanh niên đã chết. Rồi ok. À, anh thông báo với em một tin mừng em ạ. Ở gần nhà em có khoảng tầm 300 thằng ở xung quanh. Em cố gắng sống nhá. Anh em ơi, thằng tay to hơn chân nó ở đây. Nó vừa mới kêu bạn đầu tiên. Anh em sang giết nó đi. Thằng tay to hơn chân ở đây đấy. Ok. Kìa, ôi dồi ôi. Lờ châu chấm muối đã kết thúc cuộc đời. Lờ châu chấm muối đã kết thúc cuộc đời rất nhanh. Chắc là mải nghe tôi nói đây rồi. Captain Xuân, vâng, đội trưởng Xuân. Xuân tóc đỏ trắng. Ấy da. Xuân tóc đỏ đã có trên tay coi như S12K rồi. Thậm chí anh còn cầm đến hai khẩu S12K. Rất bố đời, vâng, rất bố đời. Son Goku, vâng, Son Goku đang chạy như con rán. Son Goku liệu có chạy được khỏi phi xe không? Phi xe 98 đang đuổi ngay phía sau. Cố lên Son Goku ơi. Cố lên, mà khóa siêu xây xa em ơi, khóa siêu xây xa lên. Khóa siêu xây xa lên. Ôi dồi ôi, siêu xây xa thì mới chấm được. Đó bắn em khổ quá. Anh rất chia buồn với Son Goku. Bây giờ em chịu khó coi như là lần sau nhớ hóa siêu say ra nhá. Kawaguchi đang lái xe máy đến gần khu vực này. Anh không biết là Minh Loli đang ở đây. Minh Loli lao ra đi. Xong ôm Kawaguchi rồi. Kìa, bò là kìa. Ra sẽ chết nó đi em ơi. Thằng Kawaguchi ở ngay bên ngoài, ra chết nó đi. Xoay xoay chim anh đi. Không xoay xoay chim à. Minh Bảo sẽ làm gì? Vâng, Minh Béo vẫn ngồi coi như là Minh Loli. Tôi xin gọi với cái tên gọi tắt là Minh Béo. Chặt ngay đi trước khi mọi nhân dân tôi tệnh hơn. Đéo hiểu, người ta vào trận 3 tỷ năm rồi ông vẫn đéo có cái gì đây thôi. Boy cầm tú. Bắn đi. Rồi ôi hay. Boy cầm tú đã có mặt đầu tiên. Anh nằm coi như là phủ phục như một con rán. Thế đéo là Minh Loli lại Minh Béo lại đéo làm sao. Thế mới hay chứ. Ờ. Boy cẩm tú đéo biết là Minh Béo đang phía dưới. Thôi sao mà Minh Loli rồi. Ok. Minh Béo kia. Rồi ôi khô. Ok. Thế đéo nào. Ơ Hồng Minh. Thế đéo nào tự nhiên mẹ xuất hiện vậy. Hay. Một cuộc đấu xung quanh một tảng đá. Giờ phút của sự thật. Trong lúc đó thì Minh Béo đã chạy cao chạy xa bay rất nhanh rồi. Vâng. Cuộc đấu rồi. Ôi rồi em ơi, vào bo đi em ơi, cẩn thận nhá, rất nhiều rầm cuộn hổ phục. Em vào bo một cái là có ngay mấy thằng nó dình em trong bo đấy Thúy nhá, chạy cho nó cẩn thận. Có nghe thì anh nói gì không? Có. Ừ, có nghe thấy à? Ừ, rồi, bảo nói lời yêu anh một cái đi xem nào.
Yêu anh ạ. Đấy anh em xem. Ai ai đời ai người bảo yêu nói câu trao tí cảm xúc nào đúng như kiểu người máy. Yêu anh ạ. Thế thì còn nước non gì. Nghe tụt hết cảm xúc. Cẩn thận đấy nhá, gần chỗ em có mấy thằng đấy, cẩn thận đấy nhá. Dạ vâng ạ, vâng ạ, vâng ạ. Hồng Minh, một thanh niên vừa có một kill mà lúc nãy chúng ta vừa mới nhìn đấy. Hồng Minh vừa kêu thanh niên đứng ở cái tảng đá đấy. Hồng Minh sẽ đoạt với Snake. Sang đi em ơi. Sang đi. Tôi yêu cầu hai anh Snake và anh Hùm Hồng Minh lao ra bắn nhau. Tôi cho các anh trong vòng 10 giây để em từ 1 đến 10. 1 2 3 4 5 6 7 Anh Snake mà không lao ra ngay bây giờ tôi sẽ có nhiều... Rồi tốt. 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 Ôi giời ông Hồng Minh mất mù à. Hồng Minh mắt mù rồi. Nó ở sau tảng đá không nhìn thấy à em ơi. Khổ thân. Đây rồi, hai tốt, hay quá. Tuyệt vời. Ôi giời. Một phát S686 giữa đầu. Thanh niên kia không kịp ợ lên một tiếng đã chết. Không kịp ợ lên một tiếng đã chết. Rất khổ. Chúng ta cần cùng đến với Lý Tự Thiêu. Một quả bom mù, Lý Tự Thiêu có mù không? Không mù. Tốt, tốt. S686, hai viên. Đương nhiên rồi, khoảng cách gần như thế này thì S686 là lựa S686 là lựa chọn tốt nhất rồi. Đói. Ông Zen bị điên à? Ông Zen điên con mẹ nó rồi. Tôi chưa từng thấy có thanh niên nào bò lạc như thanh niên Zen. Vâng, anh nhẹ nhàng rút lựu. Sau đấy anh điếu ném về phía kẻ địch. Và anh điếu ném về phía kẻ địch. Mà anh nhẹ nhàng anh thả vào gần chân. Vâng, anh nhẹ nhàng lấy lựu anh thả vào gần chân. Sau khi anh thả vào gần chân của anh xong, anh cũng điếu chạy đi ạ. Và anh điếu chạy đi. Mà anh đứng ở đó anh đợi lựu nổ. Vâng, và cái kết như thế nào thì anh em biết rồi đó. Thế là đừng như thế nhá. Hiyokimochi. Hiyokimochi một tay to trong giải đấu của tôi. Một trong những tay rất to nhưng mà vẫn chưa từng có một top 1 nào cả. Hy vọng lần này Hiyokimochi sẽ có top 1. Hay quá, đếm lựu. Một tổ lô không được, một tổ lô không được. Glow sinh ra cầm S686. Hiyokimochi thì có S12K và một khẩu coi như là so cát bình thường. Hiyokimochi liên tục ném một tổ lô xong. Bọn lũ nổ thôi. S86 bắn đi. Rất tốt. Trời ơi, ghê quá. S686 không kịp bắn. Vâng, Hiyokimochi rất nhanh. Lôi nghe S12K ra và bắn ngay. Đằng sau Thúy ơi, đằng sau em ơi, có thằng Tốt đằng sau đấy, cẩn thận nhá. Tốt đang chạy ngay phía sau Thúy. Cố lên Thúy ơi. Phía trước là hai Tôn. Phía trước là hai Tôn. Không, Thúy nằm rồi. Và hai Tôn và Ngờ Đức. Phía đằng xa là Tốt. Phía đằng xa nữa là BB2M. Một cuộc chiến rất đông người. Tất cả đều chọn phương án là nằm bò. Hai Tôn nằm bò đây, nó bắn đêm ơi. Đừng bò, nó bắn đây. Ồ không, thì Đức có vẻ không biết. Đức có vẻ không biết sự có mặt của hai Tôn. Hai Tôn bỏ hay quá. Vâng, hai Tôn bỏ rất hay. Vâng, bỏ đéo hay tí nào cả. Tôi xin rút lại lời nói của tôi. Bỏ đéo hay. Vâng. Bên này là Tốt. Tốt và BB2M. Cả hai đang bò. Tốt đứng dậy rồi. Tốt chạy vào trong. BB2M cũng chạy. BB2M Tốt đi rồi. Tốt ơi, khổ thân Tốt. Nhưng BB2M cũng đéo sống được đâu. Ui dồi, ui dồi. S12K đang coi như là bắn như điên. BB2M đang rất khổ. Anh đắp phía dưới. Ôi dồi, giữa đầu khổ thân cho BB2M. Đéo thể kịp nổi, đéo thể kịp nổi. Gà ba bù đoa. S686 xa quá. Vâng, quá xa cho gà bù đoa. Nam Phong vẫn đéo để đến gà bù đoa tiếp tục. Phía bên kia là Snake. Gà bù đoa quay sang không, không quay Snake, quay lại với Nam Phong tiếp. Nam Phong đang đứng ngay đất vào ngay phía kia. Gà bù đoa rất hay. Không được rồi, hết đạn rồi. Chịu được không? Thay đạn kịp không? Chỉ còn 4 viên thôi. Nam Phong vẫn tiếp tục. Nam Phong tiếp tục đạp được rồi.
Bùn hoa tiếp tục đi, bùn hoa bị bắn rồi, bùn hoa bị bắn từ phía sau, sơn thách kẹt phía sau rồi, sơn thách kẹt phía sau, bắn kịp không? Không được, hay quá, cả bùn hoa đã có một kill, tuy nhiên tiếp tục bị bắn, trong nhà có người sơn thách bastard, không thể kịp nổi và tôi không kịp bình luận nữa, khi mà những pha bắn quá nhanh, vào nhà chiến rồi, kia EZ ơi, tất cả bắt cả vào nhà thôi, đóng cửa lại, cả hai đều đang dùng S12K, làm gì đây? Lucky Bastard chạy về cửa sau. Vâng, anh dình mọi cửa, quyết tâm giết. Một tràng pháo tay cho Lucky Bastard vì sự dũng cảm của anh. Nhiều rồi, anh trèo vào cửa sổ lỗi quá. Trèo vào cửa sổ lỗi quá bởi vì là thanh niên bên kia soi stream. Không thể làm, không thể nào mà soi trèo đấy được đâu. Khổ thân Lucky Bastard. Péo KK đang ở một cái vị trí quá khó cho anh. Béo KK đéo có đường lên và quá khổ cho béo KK. Tôi chưa từng gặp một thay nào khổ như béo KK. Anh đéo có đường lên. Khổ thân béo KK quá, khổ thân đêm. Vẫn còn anh em nữa, Rico Setter cũng đéo có đường lên. Đéo có đường lên và đương nhiên nằm dưới đấy thì chỉ tổ cho Scan vào đầu rồi. Cuộc đấu giữa hai đấu hai, hai đấu hai thôi. EZ và con. EZ và con. Cú lạnh ngắt vâng con, cú lạnh ngắt. Anh đã từng tham gia rất nhiều custom của tôi, nhưng đây là lần đầu tiên mà con cú lạnh ngắt, coi như là lần đầu tiên mà con cú lạnh ngắt có top 1 với 5 kill. Rico Setter và One Nop chơi team up. À thế à? Ôi dồi ôi, ai team up thì cũng không sao cả, bởi vì là người top 1 của chúng ta ngày hôm nay là con cu lạnh ngắt. Bây giờ dù có ai top 1 đi chăng nữa thì cũng không còn quan trọng nữa rồi anh em ạ. Khi mà coi như là con cu lạnh ngắt đã top 1. Đấy. Team up với nhau mà có ăn được đéo đâu. Anh em thấy không? Trình độ nó vẫn thể hiện tất cả. Quá chuẩn luôn. Team up để làm gì? Và rồi team up để làm gì? Up đi để làm gì? Up để làm gì? Khi không win thì làm sao mà phải team? Up 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 up. Anh em hãy chơi đẹp đi. Rồi ok. Con cu lạnh ngắt. Mời anh em, tôi sẽ cùng giao lưu với anh em con cu lạnh ngắt. Dạ, chào anh. Rồi chào em. Rồi em bắn em bắn PUBG custom của anh đã rất lâu rồi, nhưng mà đến ngày hôm nay mới có cái top 1 đầu tiên đúng không em? Dạ đúng anh. Thế em tới từ đâu em sinh năm rồi, em tới từ đâu em sinh năm bao nhiêu, em có người yêu chưa, chim em dài bao nhiêu cm nhanh. Dạ em ở Ninh Thuận là sinh năm 98. Cái gì? À Ninh Thuận sinh năm 98, em tên là gì? Dạ em tên Dũng luôn anh ạ. À Dũng à? Ê. Ôi vãi. Dạ. Ô, cái gì Dũng em? À, Đỗ Văn Dũng anh ạ. À Đỗ Văn Dũng à, rồi ok. Vâng, à, anh em cho một tràng pháo tay cho tay à, con cu lạnh ngắt Đỗ Văn Dũng, một bạn à, rất hiếm khi tôi mới gặp một bạn trùng tên với tôi. Con à, đến từ Ninh Thuận. Ninh Thuận nó nằm ở miền Trung hay miền Nam em nhỉ? Ờ, giữa Trung với Nam. Ờ, giữa giữa đúng không? Tầm giữa giữa nó không phân biệt à. Đúng không em? Ở Ninh Thuận có cái à. Gì hay hay không? Ờ, à, cũng... à, em cũng không biết là em... cắm nét không ai thà. Thế nào rồi ôi, em phải biết về cái quê hương của em chứ. Thế nào đây, khổ đây, khỏi Ninh Thuận. Thế bây giờ anh hỏi em, bình thường ở Ninh Thuận em đi đâu chơi? À, tên nét không ai thà. Chỉ ra nét thôi à? What the hell? Nét đi làm không ai thà. À thế à, úi dồi chết đi. Tẻ nhạt thế, thỉnh thoảng phải đi chơi chứ. À thì cũng đi thang rang với uống phê đồ không anh ạ. À rồi ok. Rồi, thì Facebook của em là gì em? À, anh ghi là Facebook của anh ghi sẹt là ly y dài anh. Ừ. Chấm lợm chấm 902. À đi rồi. Ôi dồi ôi, Dũng Xê Tơ ấy dạ. Facebook có vẻ ok quá nhỉ. À ok. Rồi, em đang crush cái bạn tên là Vàng đúng không? Có đâu, nó thằng bạn em mà. Em đừng giấu anh, em thích nó đúng không? Bạn em mà sao, nó trai mà anh. Em đâu muốn nở hoa đâu anh.
Lê Thị Kim Vàng đi còn gì. Ờ, đó là bồ bạn anh à, bồ bạn. Anh ấy bồ bạn à? À, à rồi, ok, ok, ok. Ờ, thì anh xin lỗi, anh xin lỗi, anh nhầm. Rồi, ok, đây. Anh thấy rồi, thế bây giờ em đang đi làm hả? À. Đang đi làm, có thể chia sẻ công việc của em được không? Ờ, đi biển anh à, phát xúc các cơm làm mắm á. À, mắm em là chuyên nghề làm mắm ấy hả? Anh rất là coi như là thích cái nghề mắm em ạ. Một cái nghề nói chung là rất là cần kỹ năng và nó cũng đậm chất bản sắc Việt. Không một cái quốc gia nào trên thế giới mà nó có món nước mắm. Không, nói thật là như thế, rất ít quốc gia trên thế giới có nước mắm. Thậm chí Trung Quốc người ta còn chủ yếu ăn xì dầu em nhở. Đấy, Việt Nam mình là có một cái đặc sản là nước mắm. Anh cũng rất thích ăn nước mắm. Em có thể khuyên anh ví dụ như cái loại nước mắm nào là thế nào nước mắm ngon được không? Ví dụ bây giờ anh trên thị trường anh đi ra siêu thị anh thấy rất nhiều loại nước mắm. Nước mắm nào nước mắm ngon em? Nước mắm các cơm anh ạ, còn mấy nước mắm mà bán rồi nước mắm Nam Ngư rồi à. Đấy là nước mắm hóa chất. Mấy cá đó không có ngon bằng cá cơm. À, nó không có ngon bằng cá cơm. Tức là phải là nước mắm cá cơm gì em? Phải là đúng nước mắm cá cơm. Ok 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 ok. Rồi rồi rồi. Đấy, có lời khuyên của người coi như là rồi, bây giờ anh sẽ nhắn tin cho em nhắn cho anh số tài khoản của em nhá. Tin nhắn là tiền đá phò em nhá. Vẫn như mọi khi thôi. Đừng để coi như là người yêu hay là người thân người ta nhìn thấy cái tin nhắn ấy thì nó hơi buồn cười. Thế năm nay là 98, là năm nay em 20 tuổi rồi. Thế bao giờ em định có người yêu đây? À, chắc cũng... không biết nó chắc hai mấy ba mươi rồi anh à. Hai mấy ba mươi á? Ôi rồi thêm 10 năm nữa thì mới được coi như là chui lỗ à? Rồi ơi, sớm lên em. Chui... À chui lỗ trước còn lấy vợ thì sau gì em? À, chui lỗ trước còn lấy vợ sau gì? À. Hay là chui lỗ rồi? Dạ cũng chui anh à. À chưa à? Ừ rồi, ok không sao cả nhá. Không có gì phải vội cả em ạ. Chúng ta cứ bình tĩnh. Rồi anh chuyển tiền cho em rồi đấy. Don't let your kids watch it.